Mẫu anh hùng vẫn đổ trên quê hương, vì cờ thiêng mà anh chiến đấu, vì tự do mà anh không sờn, bao gian nan đầy gian khổ, nước mắt và mồ hôi, cho cây rừng mãi đứng thẳng, dòng xưa mẹ đông đầy, ngọn cờ vàng phất phới bay. Ta dân Việt quê phong sơn đấu tranh, gương anh hùng nuôi chí lớn, luôn bảo vệ quê hương phất cao cờ dân tộc. Màu vàng da Việt Nam, màu vàng của tự do. Ta người Việt lưu vong, ta người Việt tị nạn, ta dân Việt muôn đời. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Lá cờ vàng bốn biển bay tung bay, hồn linh thiêng hồn bất khuất, hồn ông cha hồn ông sơn hà, ta theo gương và theo cờ, vì nước và vì dân, cho muôn đời dòng dân Việt, dòng sông mẹ dâng tràn, muôn triệu người vùng đứng lên. Cờ dân tộc đã trở lại, Đặng Chí Hùng. Cờ dân tộc đã trở lại, như lúc cả dân tộc ta đang chịu thêm những đau đớn vì giặc Tàu đã có mặt ở hai đầu đất nước, rồi bây giờ là khúc ruột miền Trung yêu dấu. Đồng thời ngoài hải ngoại Hoàng Trường Sa, giặc đang tăng cường thêm các công trình quân sự. Vậy mà đau đớn thay cho cả một dân tộc có hơn 4.000 năm văn hiến, dựng nước và giữ nước, đã phải chứng kiến ông đương kim Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cất cao bài ca chiến thắng Kiều A Quy chính chuyện bên Tàu. Cũng giống như ông Tổng Bí thư Trọng Lú, ông Thủ tướng Y tá 3X đã tuyên bố trước Quốc hội của những anh nghị luật rằng, với Trung Quốc, dù mưa nắng hay bão lũ, Việt Nam cũng là láng giềng, mãi mãi là láng giềng. Nên Việt Nam mong muốn sự chân thành hợp tác để cùng phát triển vì hòa bình, để thực hiện một cách thực chất, hiệu quả phương châm 16 chữ tinh thần vốn tốt, để mang lại lợi ích cho cả hai bên. Và ông Thủ tướng hai bao cao su đã qua sử dụng, cũng chẳng quên thêm vào ngôn từ đao to búa lớn, vừa hợp tác vừa đấu tranh. Đấu tranh gì đây, hợp tác gì đây, khi giặc cướp Hoàng Sa, Trường Sa, giết hại binh lính, ngư dân của chúng ta. Thật chẳng có từ ngữ gì khác để diễn tả sự nhu nhược và đều dạ của những kẻ tự xưng đỉnh cao trí tệ loài người đối với dân tộc Việt Nam. Biết nói gì đây khi đất nước đã thật sự lâm nguy, khi chính những ông bà nghị chỉ biết ăn tiền, mồ hôi nước mắt của người dân đã thừa nhận. Lao động người nước ngoài ở Việt Nam, ngoài lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật, vẫn có lao động không có chuyên môn nghiệp vụ. Phần đông trong số đó là người Trung Quốc đi theo con đường du lịch vào Việt Nam. Hợp tác và đấu tranh của Đảng phải chăng chỉ là cúi đầu tuân phục đến rạp cả người của Trương Tấn Sang? Có lẽ là như vậy, bởi vì Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang bán những phần đất cuối cùng của quê hương Việt Nam cho giặc. Nhưng có lẽ là hồn thiêng sông núi đã không thể nhắm mắt làm ngơ, song hành cùng các cuộc đấu tranh trên khắp các nẻo đường tổ quốc của dân oan, trí thức, sinh viên, các tôn giáo, các tổ chức đấu tranh, đòi dân chủ và ngay cả một số đảng viên thức tỉnh, thì hồn thiêng sông núi đã phù trợ cho lá cờ của dân tộc trở lại. Người dân tại Sài Gòn đã chụp được ảnh của một người âm thầm mang cờ vàng trên vai giữa phố xá Sài Gòn. Hình ảnh dưới được chụp sáng nay lúc 7 giờ 15 phút ngày 19 tháng 11 2014 tại cầu Kinh Tẻ, quận 7. Người đàn ông vô danh này đã chợt làm tôi nhớ lại lần 2008 khi ngọn đuốc ô nhục
Thế vận hội Bắc Kinh do Tàu Cộng đang cai, đi qua Sài Gòn thì cũng có một người cũng đã phất cờ vàng dân tộc bị bắt rồi bị tâm. Và hôm nay tôi lại nhìn thấy hình ảnh lá cờ vàng dân tộc của tôi trên ngay mảnh đất quê hương Việt Nam đang điêu tàn dưới ngọn roi của tử thần Cộng sản. Tôi nghĩ rằng lá cờ dân tộc đang âm thầm trở lại và sẽ có một ngày nó được tung bay trên khắp ba miền đất nước. Vì đơn giản đó chính là lá cờ chính nghĩa, lá cờ của tự do, lá cờ của dân chủ. Và trên hết nó là lá cờ của dân tộc mà chính tôi và rất nhiều thế hệ đã hãnh diệt khi được đứng dưới cờ. Nhưng chúng ta cần nhiều người dũng cảm như người đàn ông vô danh mà tôi đã nhìn thấy trên hình. Và kể từ giờ phút này, anh đã là người có tên trong lòng tôi. Đó là cái tên thật giản dị, anh hùng. Cho dù anh có bị những kẻ đầu trâu mặt ngựa cướp phá, và cho đến giờ phút này chúng ta vẫn chưa biết anh sẽ ra sao. Nhưng đơn giản anh đã đem hồn thiêng sông núi trở lại. Anh là một người hùng. Muốn để cho lá cờ của dân tộc trở lại thật sự, chúng ta phải làm nhiều hơn nữa để vạch mặt chính sách ngậm máu phun người và xuyên tạc về sự thật lịch sử thật tài tình để chống phá tự do, dân chủ của Đảng Cộng sản. Ngay cả lá cờ vàng của dân tộc trải qua rất nhiều thăng trầm lịch sử cũng bị Đảng Cộng sản bôi nhọ. Cho đến hôm nay, rất nhiều thế hệ người Việt Nam vẫn bị nhầm về lịch sử của lá cờ Việt Nam tự do nền vàng ba dọc đỏ. Họ cứ tưởng rằng lá cờ này mới có từ thời chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Và rất nhiều người lầm tưởng như Cộng sản tuyên truyền rằng đó là lá cờ ngụy. Nhưng thực chất, lá cờ vàng ba dọc đỏ chính là lá cờ phát xuất lâu đời hơn rất nhiều cờ đỏ sao vàng của Cộng sản. Và còn là lịch sử của dân tộc. Tuyên truyền chính xác cho người dân về lá cờ sẽ giúp chúng ta có được sự đoàn kết nhất trong việc cùng đứng về phía quốc gia dân tộc để lật đổ Cộng sản. Trong thời Bắc thuộc, khi Hai Bà Trưng khởi nghĩa chống quân Tô Định năm 40, Hai Bà Trưng đã mặc áo giáp vàng cưỡi voi ra trận dưới bóng cờ vàng. Suốt gần 1.000 năm Bắc thuộc, lá cờ dân tộc dưới hình thức này hay hình thức khác vẫn xuất hiện trong những cuộc khởi nghĩa chống lại quân Hán như của Bà Triệu, Lý Bôn, Triệu Quang Phục. Nhưng phải đợi đến thời Ngô Quyền đánh tan quân Hán trên sông Bạch Đằng, gây dựng nền độc lập năm 1938, lá cờ dân tộc mới lại phất phới tung bay. Trải qua các triều đại tự chủ tiếp theo như Đinh, Lê, Lý, Trần, nước ta luôn có quốc kỳ hình vuông hoặc chữ nhật, gồm có nhiều màu viền quanh theo màu của ngũ hành. Ngoài cùng là tua răng cưa và có hình con rồng hoặc một chữ Hán chỉ tên triều đại ngay chính giữa. Và tất cả các lá cờ từ Hai Bà Trưng đến nay đều là lá cờ có nền vàng. Vì màu vàng là màu cuồn quốc thổ và cũng là màu da của giống nòi Việt Nam. Theo vũ trụ quan của người Việt, màu vàng còn thuộc về hành thổ và có vị trí trung ương, tượng trưng cho lãnh thổ và chủ quyền của quốc gia. Chính vì thế mà vua chúa thời xưa thường xưng là hoàng đế và mặc áo có tên hoàng bào. Còn về sọc đỏ, màu đỏ thuộc hành hỏa và là màu của phương Nam. Đây là biểu tượng của một dân tộc bất khuất, anh hùng và độc lập trong cõi trời Nam, tách biệt hẳn với nước Tàu ở phương Bắc. Ba sọc đỏ còn tượng trưng cho ba miền Bắc, Trung và Nam. Tuy gọi là ba miền, nhưng chúng có cùng chung một nhà nền vàng, đó là nhà Việt Nam. Con dân muôn đời thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Như vậy là lá cờ có nền vàng có nguồn gốc lịch sử từ lâu đời của dân tộc. Thứ hai, đó là lá cờ nền vàng ba sọc đỏ xuất hiện chính thức lần đầu từ thời vua Thành Thái cho đến Khải Định. Và lần thứ hai thì lá cờ vàng xuất hiện là thời kỳ vua Bảo Đại cho đến đệ nhất, đệ nhị Cộng Hòa.
Nhưng xen lẫn giữa hai thời kỳ đó cũng có một lá cờ vàng ba sọc hình quẻ ly của chính phủ ông Trần Trọng Kim bị Cộng sản cướp đoạt trái phép. Màu vàng là da vàng, sọc đỏ là máu đỏ. Màu vàng biểu tượng của vương quyền phương Nam, hành thổ là đất nuôi sống toàn dân. Ba sọc đỏ tượng trưng cho ba kỳ, ba miền là ba anh em Nam Trung Bắc cùng chung sống hài hòa, an lành trên dải đất Việt Nam. Ba sọc đỏ song song là biểu tượng của ba anh em đồng hành, đồng quyền, tương kính, không được quyền lấn lướt, hà hiếp, hãm hại nhau, cùng chung nhau xây dựng, phát triển, bảo vệ mảnh đất màu vàng Việt Nam để cùng cộng sinh và cộng hưởng. Ba sọc đỏ còn là biểu tượng của tam quyền phân lập, lập pháp, hành pháp, tư pháp, và là ba biểu tượng của tự do, dân chủ, nhân quyền mà Hoa Kỳ và các quốc gia tự do đang áp dụng, kể cả Việt Nam Cộng Hòa lúc trước. Cờ Việt Nam tự do được hun đúc bằng khí thiêng trời đất và tinh thần cuột khởi của dân tộc Việt suốt gần 2.000 năm lịch sử. Nó tượng trưng cho hồn thiêng sông núi, cho vận hội Thái Hòa và cho sự thành công vĩnh cửu của giống nòi Việt Nam. Kể từ năm 40 Tây Lịch, thời Hai Bà Trưng, lá cờ Việt Nam tự do đã được cải tiến để có hình dạng màu sắc như hiện nay. Thật quả là một ý nghĩa cao cả và đáng được hãnh diện. Lá cờ Việt Nam tự do đã thăng trầm với lịch sử oai hùng của dân tộc. Nhúm khí thiêng sông núi tượng trưng cho dân chủ, tự do, nhân quyền, cho ý chí kiêu hùng của nòi giống Việt, cho thái hòa thịnh trị của muôn dân và cho đoàn kết trong việc giữ nước và dựng nước của tổ tiên ta. Như vậy có thể thấy lá cờ vàng ba sọc đỏ chính là lá cờ của Việt Nam tự do, không phải là của riêng của một chế độ hay của riêng của một chính phủ nào, mà là của chung cho cả dân tộc Việt. Lá cờ Việt Nam tự do là linh hồn của cả dân tộc Việt. Lá cờ còn, chính nghĩa còn, lá cờ còn, tinh thần chiến đấu còn. Vì nó là tín bài để chúng ta nhận diện những người Việt tự do. Chỗ nào có lá cờ Việt Nam tự do thì chỗ đó có tình thương, có dân chủ, có tự do, có nhân quyền. Giờ này, đa số nhân dân yêu tự do dân chủ ở trong nước cũng như ở hải ngoại. Mỗi khi nhìn thấy lá cờ Việt Nam tự do, tức là như nhìn thấy vị cứu tinh dân tộc. Lá cờ vàng có một ý nghĩa cao cả và đã thăng trầm với lịch sử oai hùng của dân tộc Việt. Nó nhuốm khí thiêng sông núi, tượng trưng cho dân tộc, tự do, nhân quyền, cho ý chí kiêu hùng của nòi giống Việt, cho thanh bình thịnh trị của nhân dân và cho toàn kết dân tộc trong việc giữ nước và dựng nước của tổ tiên ta. Lá cờ vàng quốc gia Việt Nam là linh hồn của cả dân tộc Việt. Và với ánh sáng của công nghệ thông tin hiện nay, những luận điệu tuyên truyền của Cộng sản sẽ ngày càng bị lột trần. Ngày tàn của lá cờ đỏ bán nước sắp đến gần để có tự do dân chủ thực sự cho dân tộc Việt Nam. Ngày hôm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam không còn gì để biện minh cho những sai lầm tội ác của mình. Người dân Việt Nam đã hoàn toàn mở mắt khi chứng kiến nước Nhật đổ nát sau năm 1945, khi kết thúc đại chiến thế giới thứ hai đã vươn lên, mà cụ thể tuần qua họ đã thử thành công tàu siêu tốc 500 km/h. Trong khi đó, thì báo chí Cộng sản vẫn đang tự tô vẽ cho chế độ bằng cái tít trên nhiều báo chí của đảng. Việt Nam hạnh phúc thứ nhì thế giới. Hạnh phúc ấy được bảo đảm. Lý giải là không dựa trên sự giàu có mà dựa theo mức tuổi thọ của người dân, độ hài lòng của người dân và chỉ số môi trường. Theo chỉ số này, Costa Rica là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới 2014, tiếp theo là Việt Nam. Xin thử hỏi, người dân nào hài lòng với cuộc sống trong khi hàng ngày có cả chục ngàn dân oan trên khắp các miền tổ quốc đang rên xiết trong vô vọng? Xin thử hỏi, chỉ số môi trường và tuổi thọ người dân ra sao trong khi cả nước đầy rẫy những làng ung thư và kinh nước đen? Có lẽ chẳng cần phải nói gì thêm, vì chẳng một ai có đầu óc tỉnh táo tin vào cái chỉ số hạnh phúc
ở một đất nước mà đến cái cột đèn cũng muốn ra đi. Lúc này đây, hồn thiêng sông núi đã và đang hun đúc cho những người dũng cảm hiên ngang ôm lá cờ vàng dân tộc đi giữa phố phường Sài Gòn. Sẽ là quá sớm để nói chúng ta sẽ lật đổ được chế độ Cộng sản một sớm một chiều và đem lá cờ dân tộc trở lại. Nhưng những tín hiệu vui từ mảnh đất Việt Nam trong gông cùng Cộng sản đã cho thấy chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng vào một Việt Nam tươi sáng không Cộng sản. Ngày đó, chúng ta sẽ siết tặt chặt tay nhau cùng ca vang Việt Nam quê hương ngạo nghễ, và xung quanh chúng ta là một rừng cờ vàng dân tộc. Vâng, lá cờ đã trở lại, đang trở lại và sẽ trở lại. Đó chính là cờ vàng dân tộc, cũng là hạnh phúc đích thực của cả dân tộc Việt Nam. Đặng Chí Hùng. Máu anh hùng vẫn đổ trên quê hương, vì cờ thiêng mà anh chiến đấu, vì tự do mà anh không sờn, bao gian nan đầy gian khổ, nước mắt và mồ hôi cho cây rừng mãi đứng thẳng, dòng xưa mẹ đong đầy, ngọn cờ vàng phất phới bay. Ta dân Việt quyết phong sơn đấu tranh, gương anh hùng nuôi chí lớn, luôn bảo vệ quê hương phát cao cờ dân tộc. Màu vàng da Việt Nam, màu vàng của tự do. Ta người Việt lưu vong, ta người Việt tị nạn, ta dân Việt muốn đời. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Lá cờ vàng bốn biển bay tung bay, hồn linh thiêng hồn bất khuất, hồn ông cha hồn ôm sơn hà, ta theo gương và theo cờ, vì nước và vì dân, cho muôn đời dòng dân Việt, dòng sông mẹ dâng tràn, muôn triệu người vùng đứng lên. Ta dân Việt quyết phong sơn đấu tranh, chí lớn luôn bảo vệ quê hương phát cao cờ dân tộc. Màu vàng da Việt Nam, màu vàng của tự do. Ta người Việt lưu vong, ta người Việt tị nạn, ta dân Việt muốn đời. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi.